Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Leo Gaming. Video này, Leo sẽ cập nhật nhanh cho các bạn về sự kiện sắp tới trong mùa 2 có tên là Avatars of Zeke. Đây là một sự kiện khó nhất trong mùa 2 và phần thưởng của nó là viên đá clip cực mạnh có tên là Tears of Blood. Đây là nội dung endgame quan trọng nhất ở giai đoạn cuối mùa 2 này. Trước hết, chúng ta hãy dành ít phút cho nhà tài trợ của video hôm nay. Trong thời gian nghỉ lễ để cày cuốc Diablo 4 hay các tựa game online khác, mà muốn khắc phục tình trạng giật lag thì các bạn hãy dùng thử Gear Up Booster. Sau một thời gian sử dụng và trải nghiệm thì giờ đây Leo không thể chơi Diablo 4 mà không dùng Gear Up Booster, một phần mềm hỗ trợ kết nối mạng cho bạn, giúp khắc phục tình trạng giật lag, tăng tốc độ truyền tải, giảm ping, giúp trải nghiệm Diablo 4 của bạn trở nên mượt mà hơn hẳn. Với giao diện đẹp và được thiết kế tinh gọn, Gear Up Booster hỗ trợ rất nhiều tựa game đang hot trên thị trường hiện nay như Liên Minh Huyền Thoại, Dota 2, Genshin Impact hay thậm chí là Diablo 4, một tựa game vừa ra mắt. Bạn có thể tăng tốc tựa game mình yêu thích với chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn chỉ cần tải xuống với những thao tác đơn giản, cài đặt và đăng ký một tài khoản hoàn toàn miễn phí để sử dụng. Đừng quên tải về ngay hôm nay để trải nghiệm Gear Up Booster. Vậy, điều kiện cần để mở khóa event Avatar of Z là gì? Là thứ nhất, bạn phải hoàn thành Season Journey. Để kiểm tra thì bạn có thể bấm U để mở bảng Season và bạn phải hoàn thành hết 7 mốc của Season Journey. Sau khi hoàn thành thì bạn có thể tới nhân vật The Oculus để rèn ra các chìa khóa mở event này. Số lượng suy triều powder để mở một chìa khóa là rất lớn. Với mốc đầu tiên tai 1 thì hiện mình đang thấy là tới 800. Sự kiện này giống các dungeon bạn đi bình thường, tuy nhiên không có búp lợi hay hại như các Nightmare Dungeon. Thời gian hoàn thành dungeon là 10 phút và bạn phải giết số lượng quái vật đủ để làm đầy thanh năng lượng. Sau đó thì ba con boss là Bloodsucker sẽ xuất hiện và đánh nhau với bạn. Lưu ý là dungeon này bạn chỉ có một mạng, nếu bạn chết thì nhiệm vụ thất bại và bạn phải tạo lại chìa khóa khác. Và cho dù bạn đi cùng một party thì chỉ một người trong party chết thì nhiệm vụ sẽ thất bại. Bạn hoàn toàn không thể hồi sinh người đó. Phần thưởng của sự kiện là gì? Về vật phẩm thì thấy không có gì hot, bởi vì vật phẩm lúc hoàn thành dungeon cũng chỉ có item power tầm 905. Trong khi so với Uber Duriel thì không thể bằng. Vật phẩm của Uber Duriel thì chắc chắn là 925. Quan trọng nhất của event này mình nghĩ vẫn là một viên đá clip mới có tên là Tears of Blood. Viên đá này cho nhưng 2% sức mạnh cho mỗi 5 điểm stat chính bạn nâng trong vùng ảnh hưởng của đá. Đặc biệt là nó có thể nâng cấp tới 200 level. Và khi hoàn thành các dungeon Avatar of Zeke này sẽ cho bạn rất nhiều kinh nghiệm để nâng cấp đá clip này. Vậy thì bạn cần chuẩn bị những gì cho event Avatar of Zeke? Thứ nhất là bạn phải hoàn thành toàn bộ Season Journey. Bởi vì ở mốc cuối cùng, mốc 7 có những điều kiện khá là khó nên bạn ưu tiên làm điều này trước để có nhiều thời gian nâng cấp đá Tier Plus sau này. Thứ hai là bạn phải tích thật nhiều CG Powder có thể, vì để đi được những tag out thì tốn rất là nhiều nguyên liệu này. Và thứ ba là trang bị bạn phải thật tốt, thậm chí cố gắng kiếm những bộ trang bị khác thiên về hướng thủ và điều chỉnh lại bản skill và bản bargain theo hướng thủ hơn là công, vì chỉ một lần nằm xuống là bạn sẽ tốn kém rất nhiều Citrus Powder để tạo ra những chìa khóa mới. Thứ tư, bạn cần phải cân nhắc về việc đi solo hoặc đi chung với party, bởi vì hai cách này đều có mặt lợi và hại riêng của chúng. Thứ nhất, đi solo thì bạn có thể bảo đảm được việc thành công của dungeon phụ thuộc vào trình độ của mình và gameplay của mình. Tuy nhiên khi đi solo thì việc kiếm các nguyên liệu Citrus Powder và các chìa khóa để mở event Avatar of Z sẽ hạn chế hơn so với việc bạn đi party 4 người. Cách thứ hai, khi đi party thì có vẻ nguy hiểm hơn, vì chỉ một người chết trong party thì event này sẽ bị thất bại hoàn toàn và bạn phải cần một chìa khóa khác để đi lại. Tuy nhiên việc có 4 người thì việc tìm kiếm nguyên liệu sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và nhất là khi 4 người đồng đội của bạn ăn ý và hoàn thành các event Avatar of Z này một cách nhuần nhuyễn, thì việc kiếm được nguyên liệu để mở các chìa khóa Avatar of Z này sẽ nhanh hơn gấp 4 lần. Và việc nâng cấp viên đá clip Tears of Blood của nhóm bạn sẽ nhanh hơn gấp 4 lần so với một người đi solo. Cảm nghĩ của bản thân Leo về event này thì nếu anh em nào thích sương bá đấu trường PvP thì việc tập trung nâng cấp sức mạnh cho viên đá clip này sẽ là điều ưu tiên hàng đầu khi event mới bắt đầu mở ra. Đây là một event khá thú vị dành cho anh em nào muốn đẩy mạnh nhân vật của mình trong mùa này lên một tầng cao mới. Việc level up viên đá này tới tận 200 level cũng sẽ khiến anh em bận rộn cày cuốc từ game này cho đến hết mùa đấy.
Tuy nhiên, việc event này thiếu đi phần thưởng nào đó có giá trị xuyên suốt trò chơi là một điểm trừ cực lớn. Bởi viên đá Tier Plus sẽ bị xóa đi khi mùa 2 kết thúc. Phải chi mà việc hoàn tất các thử thách trong Avatar of Z mang đến một phần thưởng đặc biệt nào đó, ví dụ như skin nhân vật hay skin ngựa, thì nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều. Ví dụ như hoàn thành ở cấp cao nhất thì bạn có một bộ skin nhân vật tương ứng, thì sau này các mùa mới khi bạn xài bộ skin đó cho nhân vật của mình thì người chơi khác xung quanh sẽ trầm trồ hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó, việc tốn rất nhiều nguyên liệu cho một lần tạo chìa khóa để đi Avatar of Zia cũng là điều khiến Leo lười quay trở lại chơi sự kiện này. Hình phạt cho một lần nằm xuống cũng rất lớn. Việc thất bại vài lần khi đi sự kiện này sẽ khiến bạn mau chóng cạn kiệt lượng CG Powder. Kết luận thì, việc có thêm nội dung để các bạn chơi tựa game Diablo 4 chinh phục cũng là một điều hay. Bản thân Leo nếu còn cày cuốc tựa game này thì chắc cũng sẽ lao vào cày event này từ những ngày đầu tiên để nâng cấp đá Tier of Blood đến level 200 rồi đi đánh nhau ở ngoài khu vực PvP. Chi tiết là ngoài viên đá đó ra thì không còn thêm phần thưởng nào theo ta suốt quá trình chơi sau này. Những phần thưởng xuyên suốt trò chơi đó thì thích hợp cho người chơi hệ PvE chinh phục hơn là viên đá chỉ tồn tại trong thời gian ngắn còn lại của mùa 2. Đó là những thông tin về Avatar of Z và những suy nghĩ của Leo về event này. Cảm ơn các bạn đã xem video.